Coi bạn, đây bạn hồi. À, bạn Châu đây là bạn Châu này, bạn Châu ơi, bạn Châu xấu xí cọc nhà này. Bạn hồi làm món gì đây bạn hồi? Chua đi. Bạn Châu ăn cá sốt cà chua không bạn Châu? Bạn Châu? Bạn Châu đâu rồi? Bạn Châu? Bạn Châu ăn cá sốt cà chua không? Em mặt nè. Nè, bạn Châu, em mặt nè, bạn Châu. Ôi. Bạn Châu đang xem. Bạn Châu ham xem mãi quá nghe. Anh Châu, ngửa mắt lên xem nè. Ham quá nè. Bó xì bàn Châu luôn, không chơi bàn Châu nữa. Anh Châu ham quay mãi quá bàn Châu nè. Hồi rồi bắt đùa. Hồi rồi bắt được. Quay bàn Châu cả, bàn Châu hát bài gì bàn Châu? Bàn Châu hát bài gì? Châu hát Happy Birthday à? Happy Birthday bàn Châu hát Happy Birthday con hả? Thank you.
chưa nó chưa nổi nè. Đi làm xúc gạo nấu cơm đi. Mấy chưa? Đợi chết à? Rồi. Ý mình đi nấu cơm đi, mình phải vó gạo đấy.
đâu.
Mình đang làm cá kìa. Cá. Mình đang làm cá. Ba mặt cho xuống đây, ba mặt cho. Lên lên. Nào, đứng lên đi đi. Rồi, bật bàn, bật hóng cái bàn bằng cho đi không nào. Ăn sóc thấy thấy ba nó đóng ngon bàn sóc. Hello. Hello kìa. Hello bàn sóc kìa. Mẹ ơi, cho anh ta cắm đồ chứ hả? Đó rồi, thấy bàn ngồi chỗ kìa. Rồi, sai quá. Rồi. À, đây, bàn bà châu đang này, bàn bà châu. Châu ơi. Đây, bàn bà châu thật này. Hám xem, bàn bà châu hám. Hám xem mãi quá. Rồi. Trời. Mình hồi lắm mà dặn một cái à. Bàn sóc. Bàn bàn. Đầu lên.
Thịt kho hả? Thịt dễ rồi. Thịt dễ rồi.
Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình đã có một nồi canh rau. Và một nồi canh rau rất là ngon. Để nồi đâu? Bà đang đổ cơm nè. Ừ, đổ cơm rồi. Bà sọc sẻ chưa? Bà quả gì đó? Hả? Anh thấy chưa? Hả? Uống rượu chạy chạy. Nó khoái lắm. Chị là khoái lắm. Ôi dồi, trường trường chứ ơi. Em đây nấu ăn không nghe? Nấu ăn không? Mày tớ bị dọc nghe. Sọc quấy quá. Sọc quấy quá.
Wow. Nhìn bằng cách đẹp quá. Wow. Nhìn bằng cách đẹp quá. Mình sóc sủi nó. Mình sóc sủi nó quay 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 nó. Quay nó cho chui chui nó chân bắp đắp đắp nè chân còn đạp 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 trời 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 nữa con sóc thủy suối này ước hả.
Bây giờ mình sẽ nấu ăn. Thank you.
quá. Mời đây quá, đi xuống đi. Ai có mời bán chứ, ai chịu được. Ai chịu được. Ai nói nó mọi gì đó. Ăn xong chín. Đủ chín nha. Chúng bận ban sóc quay này. Ban sóc chơi chơi á. Ồ. Ban sóc chơi 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 này. Bắt đông trên tay không chịu được. Ai mà chịu được ban sóc. Chơi chơi nặng ngại quá. Mọi người không ai đâu mà chịu được không. Ai mà chịu được. Không ạ.
Chạy rồi, con hồi ơi. Mẹ
Nuôi thật rạch cho bà nuôi luôn. Cháy 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 cháy. Mình có làm gì đâu mà chạy. Bây giờ mình sẽ cắt dưa. Phản hồi ra mỏ gì rồi đó. Dưa chậm mà. Không phải chậm. Dưa ba. Hả? Bọn mà bà thích ăn đi. Dưa ba hả? Có lá chiếc tố không? Tất nhiên là có chứ. Tất nhiên là có chiếc tố nè. Non rồi ăn sóc. Do được miệng rồi. Non rồi. Nón này bán sóc hè. Ai đỡ bán sóc? Wow. Đỡ bán sóc. Sóc ơi, wow. Chào. Hi. Sóc hi. Bye. Hi ghê. Nè mua. Au. Mệt lắm. Ủa chứ ai tôi tâm nó ngứng mua thôi đi được thật được rồi. Ủa rồi. Chị tự biết được mà thôi, ta nở mà tại khi chưa rửa ai mà chịu nổi.
Nóng lắm. Mình chim đội chú. Nóng lắm. Rồi, được rồi. Chị. Xong rồi. Chưa. Mình đi đâu mà chưa chứ. Còn cắt nữa. Cắt tí rồi mới cắt. Thôi, cắt đi luôn đi. Cắt chứ là nghe mùi chưa. Để chứ xong rồi đó hả? Ừ, cái quán nào cắt chứ cắt okay. Chứ là nghe mùi chưa. Ừ, chị. Bây giờ mình sẽ hải rau nha. Anh nuôi hải sấu kìa. Anh nuôi hải sấu chịu tốt. Ê, cái đấy nó chơi có bán đấy nè. Từ như họ cắt kia kia đi họ đi họ bán đó. Bán có chuyên như bán hay có chia chọc bán. Anh xoắc này, anh xoắc này đi. Bắt bông mình như thế ai mà chịu được. Anh xoắc chú ý. Anh Sóc ơi. Mời có phải đồ viên hoa đây đi. Ơi mà cắt chiếc luôn đây luôn đó. Anh Sóc thật trai ơi. Cắt chiếc ăn luôn đó. Anh Sóc thật trai ơi. Con mút mút nặng nữa. Quay bên chứ.
đi chiều. Còn quay làm chí nữa. À con nhau không? Bà con nhỏ nhỏ chiên lên ngon. Chiên à? Tỉnh con là 25 rưỡi đó. Hưng là bán con to nhất. Nên chứ là bỏ đắng cái xe cái kề này đắng bỏ bớt cái tivi hay hó rồi vậy chúng to không nòn vâng lọc ấy. Lâu rồi bạn hối. Lâu giữa trá đi, giữa trá chuộng đó. Số thằng này mặc mặc. Điều này giết quỷ mua đâu mà trả đi chứ. Đã rồi, chắc mãi mãi mà làm mà. Rồi chẳng rồi. Chứ mà ăn đi cũng bỏ. Rồi làm cho con chứ để. Yeah.
coi bây giờ mình sẽ hại rau. Có đúng rồi, cái này thì mình hại rau này. Mình hại rau để nấu ăn này. Sao ra cái bệnh nó còn đủ chứ.
để chi nắp đầu muộn nụ chứ sao để chơi để khoái nắp đầu muộn ấy.
Mà cháu không? Cho em coi với. Ừ. Để con
Thank you.
với em chơi đó. Con đi chơi em đi. Con ngoan rồi mẹ thương con. Con nghe nữa. Con nghe nữa. Con đọc chơi đọc. Con đi đọc chơi em. Rồi em trò chơi, em chơi ngoan chưa. Em có đôi chứ. Em có đôi chứ mà con chỉ đang nghe, đang nghe được không? Rồi. Nhập cô đây em bỏ sạc. Con mua chuồng nó cho em có phải có.
với đông đa là chỉ đôi cho mình sạch cuộn ra xuống, ra xuống. Ra cho nguội để mình sẽ nhỏ ra. Thank you.
Thank you.
Mẹ sẽ xả thịt. Mẹ bây giờ làm gì để mẹ xả thịt này? Con gì con? Mẹ làm mòn mà thịt lại chắc.
Làm thịt là trên bờ biển đây, đó không?
thịt là chén gọt ông hộ cho lao để lao ăn cái cứ lao ăn thì ăn tủy ăn kia cả đang cả những hàng những không mua con gà để đứt nợ nói mua con gà để đứt nợ để đứt nợ dành ra với nhau anh em là được để đứt nợ được chắc cái đời rồi để mua cái đứt nợ về với chứ mấy gì đó về xong rồi.